Chào quý anh chị, thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị một lô đất nông nghiệp có view hồ. Thì lô đất này có hai mảnh, một mảnh sẽ là 70m view hồ nằm ở hai bên. Một bên là 2 hect và một bên là 6 sào, tổng cộng của hai mảnh là 2 hect 6, 26.000m2. Đó, đây là mảnh nằm phía bên kia là 2 hect, còn phía bên này là 6 sào. Lô đất này thì hiện tại đang trên đất đang trồng 600 trụ tiêu, đang cho thu hoạch là 1,5 tấn trên 1 năm và 1.200 cây cà, đang cho thu là 4 tấn trên 1 năm. Ngoài ra trên đất thì cũng đang trồng xen một ít cây ăn trái, thì trong đó có 50 cây mít Thái và 50 cây sầu riêng Thái, thì đã được trồng được 1,5 năm. Ngoài ra thì có 20 cây bơ 034 thì đã cho thu hoạch rồi. Trên đất thì hiện tại là có một căn nhà tạm và đã có điện kéo tới nơi rồi nha quý anh chị. Địa chỉ lô đất này là ở xã Đắc Trung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Lô đất cách quốc lộ 14 đúng 1 km và cách trung tâm xã Trường Chợ là 3 km và cách trung tâm huyện Đắk Song là 10 km. Cách thành phố Gia Nghĩa là 17 km. Khu vực thì cũng đã có dân đang sinh sống và ở ổn định. Địa thế của đất là bên 6 sào thì gần như là không dốc nha quý anh chị, chỉ hơi hơi lại, còn bên 2 hect thì có độ dốc là khoảng tầm 20 độ. Dốc khoảng tầm 20 độ. Và mỗi bên sẽ có 70m view hồ nha quý anh chị. Khu vực hồ này thì cũng rất là đẹp. Hai lô đất thì mỗi bên đều đã có một con đường đi riêng nha quý anh chị. Còn nếu mình thích đi qua hồ thì ở dưới kia chủ nhà có làm một cái cầu phao để cho mình thuận tiện đi, còn không thì mình có thể đi theo hai con đường khác nhau. Tất cả đều là đường xe ô tô 4 chỗ vào tới nơi nha quý anh chị. Và hiện tại thì từ lô đất đi ra tới đường bê tông là có 300 mét đường đất. Khu vực cầu này cũng rộng nha quý anh chị. Hiện tại thì lô đất đang được chủ ra bán là 1 tỷ 115 triệu trên 1 hecta. Thì tổng cộng 2,6 hect thì sẽ khoảng tầm gần 3 tỷ. Đó, ở đây có thể nhìn thấy quốc lộ 14, chỉ cách đúng 1 cây. Hồ này thì người ta gọi là hồ Đắc Trung nha quý anh chị.
đây là hình của thửa sau sao. Thì cũng đang có một căn nhà tạm, chủ nhà thì đang sinh sống ở đây, đã kéo điện. Bên này thì đất gần như là bằng, không có dốc, đường cấp phối. Thì lô đất này chủ nhà người ta sẽ bán hết luôn cả hai bên, chứ người ta không bán cắt một bên bán đâu nha quý anh chị. Đó, mỗi bên sẽ có một con đường đi riêng. Này là sẽ khuất gió hoàn toàn, không có gió. Chiều rộng của hồ thì sẽ rộng được khoảng 45 mét nha quý chị. Đây là nhìn trên cao như là nhìn thấy hơi nhỏ, nhưng mà thực chất là ta sẽ rộng được 45 mét. Con đường bên này là cũng xe 4 chỗ cũng có thể vào tới nơi nha quý anh chị. Vị thế của đất là chỉ dốc khoảng 25 độ thôi nha, chứ không có bị dốc lắm. Đây là cái gọi là cái thuyền phao, thì chủ nhà hay di chuyển qua mảnh đất bên này bằng cái thuyền phao này.
từ Lurat mà tới trung tâm huyện Đắk Song là đúng 10 km, và tới thành phố Gia Nghĩa là 17 km, và cách trung tâm xã, trường học, chợ thì là 3 km nha quý anh chị. Đây là cà và có sen tiêu và cái ăn trái. Cầu phao nó ở dưới này thì nhìn mặt hồ nó cũng rộng chứ không đến nỗi là nhỏ đâu, thì nó khoảng dài khoảng tầm 45 m. Cây bơ dòng 034 thì hiện tại trên đất đang có khoảng 20 cây đang cho thu như thế này. Như là cà phê và đang trồng sen đó là tiêu. Đất ở khu vực này là sẽ khuất gió nha quý anh chị, không có bị gió đâu. Khu vực cầu này thì cũng rất là đẹp. Thì cách đường bê tông khoảng là 300 m đường đất thôi, còn bên ngoài này là tất cả đều là đi bằng đường bê tông. Phía nhà phía xa xa kia là quốc lộ 14, thì từ lô đất ra quốc lộ 14 là đúng 1 km.
chị muốn biết thêm thông tin gì về lô đất thì cứ gọi đến số điện thoại em để trên góc trái màn hình nhé, hoặc là kết bạn Zalo để em gửi sổ sách để cho anh chị coi để tham khảo. Địa chỉ lô đất là ở xã Đắc Trung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông nha quý anh chị. Video hôm nay của em đến đây là hết, thì xin chào.